trên tay tôi là bánh chưng và ngày hôm nay tôi đã học được cách gói bánh chưng. Tôi sẽ phải luộc bánh khoảng 5 tiếng và tôi không chắc mình có thể làm thành công được hay không nữa. Còn bên này, tôi có một tờ giấy do thầy đồ già viết cho. Nó đại diện cho sức khỏe nên tôi sẽ treo nó lên tường. Mỗi ngày thức dậy, tôi sẽ biết là mình còn đang khỏe mạnh. Thật là tuyệt khi được tìm hiểu về văn hóa và lịch sử của Việt Nam, được tham gia vào lễ kỷ niệm như thế này. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cây quất và văn hóa chơi quất và có cả hoa đào mà mọi người mua về nhà mình. Tôi còn được biết đến về mâm ngũ quả. Chúng tôi được học về các phong tục. Tôi chưa từng nghe về lễ ông công, ông táo và tục cá chép. Tất cả đều mới mẻ với tôi và đều rất đặc sắc trong văn hóa Việt Nam. Very unique to Vietnamese culture.